Xin chào các bạn đến với kênh Cường Bonsai. Ngay ở nhà tôi thì có cái giò cát lan hồng tua đang nở. Tôi làm cái video này cho các bạn cùng ngắm. Tại sao gọi hồng tua thì thứ nhất là do cái sắc hoa nó màu hồng, và cái bông hoa này, cái rìa của cánh là nó tua rua. Tôi có hai loại, một loại màu hồng và một loại màu xanh. Thì cái bông màu xanh ấy, thì lại có một cái tên là tên tai heo. Mà không hiểu sao người ta lại đặt tên là tai heo. Bông màu xanh cánh cũng tua tua như thế này, đẹp lắm. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái nụ của nó này. Cây này của tôi hiện nay đang nụ rất là to nhé. Cây này hiện nay đang là có 3 nụ nữa với một bông đang nở. Thì cái dòng này đặc trưng là nếu như các bạn không chú ý khi nó ra mèo, cái mèo nó có cái bao trùm ấy, là chúng ta phải xé ra thì cái nụ này nó mới phát triển. Còn nếu không là nó cứ nằm im trong bao. Đây, như cái này tôi xé đây, chỉ được 2 nụ thôi. Nói chung là bông này chơi rất là đẹp. Màu hồng phấn. Chậu này là tôi nuôi được khoảng 2 năm rồi. Có một đợt để chỗ nó nắng quá nó cháy lá, bị mất mấy lá trái cạnh. Đây là cái mèo hoa nó ra hoa năm ngoái. Tôi quay tổng thể cái chậu này cho các bạn ngắm. Mình rất là ưng. Đây là bông cát lan hồng tua như vậy này. Những cái loại này thì là hàng phổ thông thôi, các bạn có thể lên những cái nhóm Facebook về hoa cát lan, rất nhiều người bán. Mình thì mình không bán nữa. Mình xin chào các bạn. Lúc nào mà vườn lan của mình mà có bông nào nở thì mình lại quay để chia sẻ cho các bạn cùng ngắm.